qua cái lây cam thằng ba anh em mình ta. Ngày 45 anh. Em ơi sao em không nói chuyện vậy? Em đi mệt đúng không? Đâu em đâu có mệt đâu. Mưa thì sao mưa gió thì sao lây cam bay được lắm. Bay mất lây cam luôn ha. Không có wifi, không có ấy mà, không có sống mà. Em muốn bay thì em tự bay dưới đi. Thôi em đừng có hỗn với tôi. Em bay xuống rồi giật ra. Em hả, từ ngày mà tôi mở đường cho em hỗn với tôi thấy hả, dạo này em hỗn với tôi quá trời. Anh mở quen cửa miệng cho em. Đúng, ngày gần xưa. Đèn, gần đèn thì sáng. Anh sai khẩu. Ngày xưa tôi nói hả, Rít ơi, hãy hả, nắm đầu chị đi, nắm đầu đi. Từ cái dạo ấy. Lúc đó nó còn sợ sao. Nó nói thôi em sợ em hỗn lắm anh Lâm ơi. Bây giờ, Rít ơi, nắm đầu chị đi. Nó nắm tới cái gì luôn. Giờ tán xuống dưới luôn. Đó, mọi người thấy nó hỗn ghê chưa. Tan dạ anh em anh từ đứa không biết nói chuyện, bây giờ nó muốn xô xí giật kìa chưa. Ghê thiệt, cái giật vậy rồi xô em xuống gì thấy ghê chưa. Gì heo hả? Thôi anh ơi đừng có đi cái xi măng này, té anh Tuấn ơi. Cái dép của anh tốn lắm. Anh té không ai đưa anh về nha. Về đi em, về với mẹ cha. Tới làng rồi. Cái làng này là người hoài cũng không có vô được cái gì. Tại vì ở đây người ta không có wifi, không có điện luôn. Mọi người thấy hay không? Mà người ta vẫn vui. Cho nên mình phải sao anh Tuấn? Cho nên mình phải tiếp nhận những cái suy nghĩ và những cái lối sống đúng cực đó. Không mình... có thì mình đều có thể sống rồi. Được. Nhiều khi á với mình nha thì mình kêu sao mà khổ quá đúng không, không có nước không có điện không có wifi sao khổ quá nhưng mà nhu cầu ta không cần đúng rồi. Giờ như vậy gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc vẫn hạnh phúc, không có đau bệnh ốm đau gì nhiều mà người ta đây ta ăn Tết tới một tháng lần, anh thấy ghê chưa? Dữ vậy. Đúng rồi, có nghĩa là họ vui, họ cứ vui sống khỏe đúng không? Không có bận tâm. Nói chung là nhu cầu họ không nhiều thì sẽ không có bị nhức đầu. Tại vì em có nhu cầu nhiều quá. Đúng rồi. Mình có nhu cầu nhiều quá cho nên là mình sẽ phải suy nghĩ nhiều. Đúng. Suy nghĩ nhiều thì mình sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi. Cho nên mình phải buông bỏ, buông bỏ. Nói chung là nó cũng có một cái kiểu mà là sống mà sống đơn giản, giản đơn á, tối giản chứ. Tối giản. Sống tối giản. Anh cũng đang tập vậy đó, mình giản lược bớt đi. Trời ơi, có những bóng ma. Từ từ thôi, té, không sao đâu. Phía kia là nhà. Cái đó là trời á. Trời. Trời để trời. Người ta ở đây ta canh tác á. Để mình có nội dung như này rồi. Lắng nghe, lắng nghe thôi con. Đây, mọi người có thể nhìn theo cái hướng chỉ tay. Căn nhà dưới thung lũng. Đúng vậy, căn nhà đầu tiên của cái bảo làng này. Dạ. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cũng nói một câu với cụ. Có thể chúng tôi không về. Trời. Sao hoài? Anh cứ nói hoài. Cái mỗi lần tôi em nói là anh nói sự thật mà rừng thiên nước độc mà anh cứ vậy hoài. Có thể chúng tôi có thể về trễ. Nhưng chúng tôi nhất định phải vô đây giao lưu bà con. Đúng rồi. Có thể hơi khó khăn. Có thể khó khăn nhưng mà không làm trùng bước chỗ anh em tụi tôi. Đúng rồi. Thời gian bị dắt quá vậy. Thời gian. Bước tới chiếc cho bộ đi sau lưng á. Bước tới chiếc con. Hết chuyện rồi, vô chuyện mới. Rồi 3, 2, 1, go. Go, đi thôi. Rồi đang mưa lắm luôn nha bà con ơi. Mưa lắm luôn. Quá trời. Bây giờ đang nhiêu độ vậy mình ơi? Bây giờ là 4 độ 2. 4 độ 2. 4 độ 2. Em hỏi độ dốc hay là độ thời tiết? Độ thời tiết độ dốc của anh, độ dốc là khoảng tầm 30. Thời tiết em nghĩ chắc 16, 17 gì đó. Dốc là 30 không? Sao đây không qua cái lây cam thằng bay anh em mình ta. Ngày 45 anh. Em ơi xem không nói chuyện vậy, em đi mệt đúng không? Đâu em đâu có mệt đâu. Mưa thì sao mưa gió thì trời sao lây cam bay được lắm. Bay mất lây cam luôn ha. Không có wifi, không có ấy mà, không có sống mà. Bay thì anh tự bay dưới đi. Thôi em đừng có hỗn với tôi. Em bay xuống rồi giật ra. Em hả, từ ngày mà tôi mở đường cho em hỗn với tôi thấy hả, dạo này em hỗn với tôi quá trời. Anh quen mở rồi đó. Đúng, ngày gần xưa. Đèn, gần đèn thì sáng. Anh sai khẩu. Ngày xưa tôi nói hả, Rít ơi, hãy hả, nắm đầu chị đi, nắm đầu đi.
từ cái dạo ấy. Lúc đó nó còn sợ sợ. Nó nói thôi em sợ em hổn lắm anh Lâm ơi. Bây giờ, Biết ơi nắm đầu chị đi. Nó nắm tới cái gì luôn? Giờ tán xuống dưới luôn. Đó, mọi người thấy nó hổn ghê chưa? Ông ơi, thấy vậy thôi. Dạ. Quay cái bụng chưa? Dạ em có khô đồ đùm lum la, ăn ăn thì báo nha. Khô và cơm nắm. Một tay em dạy anh em anh từ đứa không biết nói chuyện, bây giờ nó muốn xô xíu giật kìa chưa? Ghê thiệt, cái giục vậy đồ xô em xuống gì thấy ghê chưa? Quá trời. Căn nhà thứ hai. Là mình đợi căn nhà đó không? À, hình như nhà không ai ở phải không anh? Năm ơi, mình phải kiếm một người để tá túc thôi. Được rồi. Chị... Thôi. BS em ơi. Đi mặt bằng vẫn khỏe hơn ha. Đi dốc nguy hiểm quá. Sợ. Tụi em cái này cái gì? Cây này là cây hoa ban. Cây mận. Ủa vậy ha, mận. Mận là trái mận hả anh? Trái mận đó, mận Hà Nội. Ủa mận Hà Nội là trái này hả? Đúng rồi. Sao mùa nãy chưa có trái đúng không? Chưa, nó đang ra trái rồi đó. Ngày xưa có coi bạch cúc tinh không? Bạch cúc tinh sao? Bạch cúc tinh nó bò bạch cúc tinh. Bay y chang cái núi luôn nè. Em coi bạch cúc tinh không Hiếu? Không. Ủa em không coi phim đâu. Ủa tuổi thơ em có tài du ký không? Tuổi thơ em là có tài du ký thôi. Thì tay tiếng của bạch cúc tinh đó. Tài du ký bạch cúc tinh đó. À đúng rồi, vậy có. Dạ, à, con này nó mới đẻ nên hỏi nó. Nó ấy lắm gì ơi, nó hả ngu muội lắm. Không tính ra hàng ngọc đêm mình những trải nghiệm thú vị đúng không anh? Đúng rồi. Trời ơi, không có hàng ngọc đêm biết chừng nào, đời nào anh em mình được đi vậy. Được đi tới đây. Ừ. Được cảm giác như thế này mình là hở xe hoa đưa đón. Ừ. Đúng không? Mà bình thường vô mình đi du lịch, mình dễ gì mình đi bộ vậy đúng không? Đúng rồi. Mình là hả cơm dân nước đó. Ừ. Mình là được yêu mến yêu mến. Vậy đó. Mà không bị tủi thân. Ừ. Không, mà thật ra những cái này là mình khoảng thời gian trước đây mình cũng đã từng trải rồi. Đúng rồi, trải hết rồi. Không bị lạ lắm, mình chỉ là quay lại thôi. Quay lại, đúng rồi đó. Gợi nhớ lại cho mình thôi. Thôi nhưng mà nhiều khi mình trải qua rồi, cái bây giờ mình quay lại cái mình gọi là có cái bản lĩnh á, có cái nền tảng sẵn á. Mình quý giá thời gian trước đó của mình hơn. Đúng. Và đúng như là ông bà ta có câu là đi một ngày là không một sạc khô á. Đúng rồi. Ờ. Cho dù nó vẫn là những cái cực khổ như trước nhưng mà chúng ta nhận thức được ấy ra té. Anh vừa đụng vào chỗ nhạy cảm của tôi đó. Vậy hả? Tôi cấm anh. Mình nhận thức được những cái mới hơn, đón nhận những cái mới hơn. Mấy bạn trên mạng á, có những cái trang làm riêng với anh với em á. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Vậy bạn hỏi là chừng nào anh cưới em. Trời ơi, vậy đúng hả? Đúng. Sao mà anh cứ quen tôi lâu quá mà anh không nói gì tới tôi vậy? Trời ơi, khổ vậy. Em cứ bưng chậu câu qua nhà anh đi. Ủa kỳ vậy? Anh ơi, đằng xa xa kia, có một con bù nhìn kìa. Có bù nhìn đâu? Kìa. Hay là mình lấy nặng ná, mình ná nó hôn. Có bù nhìn màu tím. Màu tím. Ừ. Con bù nhìn này chắc nằm trong cộng đồng anh à. Đằng đây một con màu xanh nữa nè. Con này bỏ chạy rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.